hãy chào các bạn mình là phiên bản ai của hồi nguyên với giọng nói và khuôn mặt được cá nhân hóa nhờ công nghệ ai thật tuyệt vời khi giờ đây mình không còn phải lo lắng về việc quay video nhiều lần hay lo nói vấp nữa thay vào đó mình chỉ cần soạn sắn nội dung và ai sẽ tự động tạo ra giọng nói và cử động tự nhiên giống hệt như mình đang ngồi trước các bạn mình hiểu rằng nhiều bạn cũng gặp khó khăn giống như mình việc quay video mất rất nhiều thời gian và đôi khi ngại phải đứng trước camera nhiều lần chính vì vậy mình muốn chia sẻ giải pháp này với các bạn để giúp các bạn dễ dàng tạo ra phiên bản AI của chính mình mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Mình rất trân trọng sự đồng hành của các bạn và hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn trong quá trình sáng tạo nội dung. Nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Khổi Nguyên nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Xin chào các bạn và Nguyên đã quay trở lại với các bạn trong phiên bản là người thật và video này thì nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tạo ra được cái phiên bản ai hóa của riêng mình chỉ với vài cái thao tác đơn giản cách đây vài tháng thì nguyên cũng đã mong chờ một cái công cụ ai nào đó nó có thể ra đời giúp cho mình có thể đơn giản hơn trong việc sáng tạo nội dung bởi vì như các bạn đã biết cái việc mà chúng ta xuất hiện ở trên online hoặc là mỗi lần cứ phải quay video nói đi nói lại sẽ gặp rất là nhiều những cái tình trạng như là nói lắp này hoặc là khi mà mình xuất hiện trước camera mình cứ phải make up thường xuyên đúng không nó rất là bất tiện hoặc là có rất là nhiều lý do khiến cho các bạn không thể dành được một cái khoảng thời gian để các bạn uh, ngồi trước máy quay để thu âm hoặc là làm kịch bản cũng như là uh, quay video nó sẽ có rất là nhiều cái rào cản thì khi mà cái công cụ này nó ra đời nó đã giải quyết được tất cả những cái vấn đề là các bạn chỉ cần làm một lần thôi uh, các bạn có thể là quay một cái bối cảnh của các bạn uh, thật là đẹp thật là lung linh chỉ cần một lần thôi và các bạn có thể sử dụng được uh, cho rất là nhiều lần khác nhau và nguyên nghĩ rằng đây là cái điều mà những cái người sáng tạo nội dung ấy rất là mong chờ và bản thân mình cũng cảm thấy nó đã tiết kiệm cho mình rất là nhiều và các bạn có thể thấy các cái video gần đây nhất của nguyên có thể là làm bằng ai à, có những bạn thì nhận ra nhưng có những bạn thậm chí cũng không thể nhận ra được đó là ai hay là bản thân mình thật có thể thời gian tới thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều các cái phiên bản video bằng ai À, và nó cũng sẽ giúp cho nguyên có thể làm được nhiều nội dung hơn. Thay vì mà nguyên tập trung vào những cái phần như là quay dựng, thu âm thì nguyên sẽ tập trung vào cái phần content để giúp cho các bạn có những cái nội dung hay hơn. Ok, vậy thì để cho các bạn không chờ lâu nữa thì nguyên sẽ bắt đầu bước vào cái video hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tạo ra được một cái phiên bản AI cá nhân hóa mang giọng nói cũng như là khuôn hình và cái bối cảnh của các bạn một cách tự nhiên nhất. Và để có thể tạo ra được một cái phiên bản này thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị những cái thứ sau. Đầu tiên ấy thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái file giọng nói. Các bạn sẽ thu âm bằng điện thoại hay là bằng các cái thiết bị chuyên dụng. Ở miễn làm sao các bạn phải đảm bảo rằng cái không gian các bạn thu âm ấy nó phải yên tĩnh và nó không có cái tạp âm hoặc là không có những cái giọng ờ ừ, à, những cái đoạn ngắt nghỉ. Nó đảm bảo một cái giọng thu âm chất lượng nhất để ra được cái thành phẩm cuối cùng cho các bạn. Và cái file thu âm ấy à, tối thiểu là từ 30 phút và tối đa lên đến là 3 tiếng thì nguyên khuyến khích các bạn là nên làm những cái file thu âm nó khoảng từ một tiếng trở lên thì nó sẽ đạt được cái hiệu suất âm thanh tốt nhất và phần chuẩn bị thứ hai đó chính là video ngắn các bạn sẽ quay một cái cảnh mà các bạn đang nói chuyện trực tiếp trong thời gian là 2 cho đến 4 phút các bạn có thể nói bất kỳ một cái chủ đề nào đó nhưng mà các bạn lưu ý là sẽ cần phải chọn một cái góc quay có ánh sáng tốt nhất để đảm bảo khuôn mặt của các bạn rõ ràng các bạn có thể quay cận cảnh, trung cảnh hay là uh, tùy theo các bạn nhưng mà nguyên nghĩ là các bạn nên quay trung cảnh. các bạn có thể lấy từ cái phần uh, phần bụng của các bạn lên trên giống như các cái định dạng video YouTube mà nguyên hay chia sẻ với các bạn. các bạn có thể dùng điện thoại hoặc là tốt nhất là các bạn có những cái máy ảnh chất lượng tốt ấy, thì nó sẽ ra được cái video nét cho các bạn sau này khi các bạn làm thì nó cũng sẽ có được cái chất lượng tốt hơn và các bạn hãy lưu cái video đó dưới dạng là MP4 rồi và phần thứ ba đó chính là cái lời thoại đây sẽ là cái kịch bản để cho các bạn uh, sẽ cho cái AI nói sau khi mà các bạn đã làm ra được cái phiên bản AI hóa của chính mình thì các bạn có thể dùng chat GPT để tạo ra những cái kịch bản thuyết trình của các bạn hoặc là các bạn có thể tự viết content theo cái phong cách tự nhiên vần gũi của các bạn thì đó chính là ba cái thứ mà các bạn sẽ cần phải chuẩn bị uh... Phần tiếp theo là cái phần tài khoản và các công cụ cần thiết để các bạn có thể tạo ra phiên bản AI. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ dùng dụng chat GPT để các bạn tạo ra kịch bản. Và thứ hai là các bạn sẽ dùng Eleven Lab để tải lên tệp giọng nói. Và thứ ba là các bạn dùng HeyGen để tải video lên với phiên bản AI của, của cái hình video của các bạn. Và cuối cùng là các cách đây là cái phần mềm giúp cho các bạn có thể là chỉnh sửa những cái video hoặc là các bạn xóa những cái hình logo mờ hoặc các bạn thêm sub hay là phụ đề để giúp cho các bạn có được một cái video hoàn chỉnh và tất cả những công cụ này thì nguyên đều để trong đường link mô tả video để các bạn có thể tiến hành đăng ký và tạo tài khoản ok bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé đầu tiên ấy thì các bạn sẽ truy cập vào công cụ là lab io và với những cái phiên bản cá nhân hóa này thì các bạn sẽ cần đăng ký công cụ 11lab để các bạn có thể sử dụng Đó, tính năng nâng cao này và để tạo ra cái phiên bản voice của riêng mình thì các bạn sẽ vào cho mình phần voice trong phần voice này thì các bạn sẽ ấn vào cái phần là create or clone a new voice Xong các bạn ấn Ask a new voice Và trong phần này thì các bạn sẽ kích vào cái phần Professional Voice Learning này Để các bạn tạo ra một cái phiên bản cá nhân hóa của riêng bạn Sau đó thì ở đây nó sẽ là cái điều khoản cũng như là các cái hướng dẫn Để giúp cho các bạn có được một cái bản thu âm chuyên nghiệp Tức là các bạn sẽ cần phải là chuẩn bị một cái bản voice Và nó có ghi rõ những cái chất lượng âm thanh mà các bạn nên đạo Để làm sao có được cái giao diện âm thanh nó chuyên nghiệp nhất Nó không bị nhiễu Min sẽ là 30 phút và tốt nhất thì là gần 3 tiếng rồi sau khi các bạn đọc xong các cái điều khoản rồi ấy, thì các bạn sẽ kích vào cái phần tôi xin xác nhận này là các bạn có quyền sử dụng và ở đây thì với công cụ này nó chỉ cho các bạn cá nhân hóa giọng của chính bạn thôi chứ các bạn không thể làm một cái phiên bản của giọng người khác được bởi vì khi các bạn kích vào đây thì các bạn sẽ cần phải xác minh danh tính là các bạn chính là cái người sở hữu giọng này bằng cách xác minh trực tiếp trên công cụ này rồi ở đây thì nó sẽ cho phép các bạn là đặt tên cái giọng nói của các bạn và cái ngôn ngữ mà các bạn sẽ nói đó và ở bên dưới thì nó sẽ là những cái mô tả về cái giọng nói của các bạn ví dụ như là uh, voi và ở đây trong cái mục nhập và tải lên ấy thì mình sẽ upload một cái voi mẫu mà mình đã thu âm uh, trong thời gian là khoảng một tiếng rồi và ở dưới này thì sẽ là nơi các bạn đặt những cái nhãn ví dụ như các bạn có thể để là cái âm điệu của người châu á hay là người việt nam đó để các bạn để uh, các bạn có thể nhận diện được trong cái phần decrypt tức là mô tả về giọng thì các bạn có thể nói là về giọng trầm ấm sau khi mà các bạn đã điền thông tin vào rồi thì đến bước thứ ba tức là cái bước xác minh à, các bạn sẽ cần phải xác minh giọng này của chính bạn để công cụ này nó sẽ đây là cái chính sách bảo mật về giọng nói rồi trong cái bước này các bạn ấn vào phần start verification ấy, thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải đọc một cái lời nói bằng tiếng việt này đó ví dụ như là thương người như thể thương thân lá lành đùm lá rách khi mình đọc xong ấy thì mình sẽ ấn vào phần finish Và nó có cái phần xác minh thành công uh, Như thế này là các bạn đã xác minh được là Các bạn chính là cái người sở sử, sử hữu cái giọng đó Rất là nhiều bạn xác minh không thành công Bởi vì thứ nhất là Khi mà các bạn up lên một cái file nó hoàn toàn khác Với cái giọng của các bạn nói thì nó sẽ dẫn đến Việc lỗi nha Và thứ hai là cái chất lượng âm thanh ấy nó phải chuẩn Thì các bạn mới xác minh được Rồi sau khi mà các bạn Đã xác minh thành công ấy Thì ở ừ, các bạn quay trở lại thì vào trong cái phần thư viện này các bạn sẽ thấy được cái tên giọng nói của các bạn tuy nhiên ấy là nó sẽ chưa hoàn thành xong đâu nó sẽ cần phải từ 2 cho đến 6 tiếng để mà nó tạo ra được cái phiên bản khi mà nó hoàn thành xong ấy thì nó sẽ thông báo với các bạn qua mail là voi của các bạn đã thành công thì các bạn sẽ tạo ra được một cái phiên bản voi của các bạn và các bạn có thể nghe giọng chính của của mình thì như vậy là các bạn đã tạo xong một cái phiên bản voi cá nhân hóa của mình rồi và ok đến cái bước thứ hai là mình sẽ tiến hành làm một cái phiên bản cá nhân hóa về cái video của chính mình thì mình sẽ sử dụng cái công cụ thứ hai đó chính là công cụ Heygen. Tiếp theo thì Nguyên sẽ chuyển sang công cụ thứ hai đó chính là công cụ Heygen. Đây là công cụ sẽ giúp cho mình có thể cá nhân hóa được chính cái khuôn mặt của mình cũng như là các cái cử chỉ của mình để mà khi mà lát nữa các bạn ghép với cái voi cá nhân hóa của các bạn thì nó sẽ ra một cái phiên bản 99% giống uh, cách phiên bản thật của các bạn. Và ở bước này thì các bạn sẽ tiến hành đăng ký một cái tài khoản nguyên sẽ không bỏ qua cái bước đăng ký này vì nó cũng khá là đơn giản thôi các bạn có thể đăng ký các bạn có thể đăng ký với email hoặc là các bạn sử dụng Google để các bạn đăng ký bây giờ khi mà mình tạo ra tài khoản thành công ấy, thì các bạn có thể sử dụng trải nghiệm miễn phí cái tính năng này trong một lần để các bạn tạo ra một cái phiên bản AI và một cái video của chính mình à, tuy nhiên để có thể sử dụng các tính năng nâng cao thì các bạn bắt buộc phải mua các cái phiên bản trả phí để có thể kết hợp với những cái voi cá nhân hóa của các bạn các bạn sẽ truy cập cho mình vào cái mục là avatar rồi ở đây thì nó sẽ cho phép các bạn tạo ra một cái phiên bản avatar miễn phí để các bạn trải nghiệm. Các bạn ấn vào phần Chris Inton Avatar. Trong phần này nó sẽ là cái phần hướng dẫn nhanh các bạn có thể đọc hoặc các bạn bỏ qua. Rồi và đến phần này thì ở đây nó sẽ yêu cầu là các bạn sẽ up lên một cái khung hình giống như cái khung hình của cái chàng trai bên dưới này tức là ngồi trước camera và cái khuôn mặt chính diện. Các bạn tránh những cái khuôn hình mà nó có những cái yếu tố khác hoặc là có nhiều người, hoặc là các bạn cái khuôn miệng của các bạn bị lấp bởi micro hoặc là những yếu tố khác. Thì các bạn hãy xem đây là một cái ví dụ cho một cái khung hình mà hoàn chỉnh. Các bạn sẽ quay cho mình một cái khung hình như này, nó sẽ khoảng từ 2 cho đến 4 phút. Rồi, sau khi mà các bạn đã có rồi thì các bạn ấn vào phần upload phút Ở đây thì nó sẽ cho phép các bạn một là up bằng Google Drive, hai là các bạn bằng cái video trực tiếp các bạn tải từ máy tính lên và nguyên đã chuẩn bị sẵn một cái file mà mình đã up lên ở trên Google Drive rồi thì mình sẽ dán nó vào đây đây chính là một cái video mẫu mà nguyên đã up lên Google Drive mình sẽ mở cho các bạn xem nhé video này thì nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn ba cái cách các bạn có thể kiếm tiền ở trên online mà không đó và mình sẽ up nó khoảng hơn 4 phút rồi ok mình sẽ ấn vào cái nút chia sẻ này để mình lấy cái đường link rồi mình sao chép cái đường liên kết này và mình quay trở lại công cụ heygen để mình dán vào rồi bây giờ nguyên sẽ dán cái đường link vào đây rồi nó đã thông báo là mình đã được update và mình sẽ tích vào tất cả những cái phần này là để thỏa mãn những cái yêu cầu của cái khung hình này rồi và tiếp theo rồi các bạn ấn phần này ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn sẽ cần phải ghi âm một cái uh, cái cái lời nói của các bạn để chứng minh rằng bạn là cái người ở trong bức tranh này rồi mình sẽ ấn vào mình ấn turn on sau đó mình cho phép và mình sẽ phải đọc cái phần này nhá, Rồi mình sẽ nói này. Mình sẽ ấn vào phần Start Recording. Đó, các bạn ấn này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ báo này. Bây giờ mình sẽ nói nhá, Tôi Hoài Nguyễn, từ đây cho phép Haygen sử dụng các đoạn phim của tôi để xây dựng hình đại diện Haygen cho việc sử dụng trên nền tảng Haygen. Vì mục đích an toàn, đây là mã thông báo. VTNT Rồi sau đó mình ấn Finish Và mình có thể nghe lại này Ok như vậy là mình đã xác minh thành công nhé Sau đó mình ấn vào Submit Và ở đây nó sẽ thông báo là video của các bạn đã được upload lên Và các bạn sẽ nhận được cái email thông báo Khi mà cái uh, video của các bạn đã sẵn sàng Ok và mình đã nhận được cái email thông báo rằng Cái video của mình đã được sẵn sàng để sử dụng Bây giờ mình có thể vào trong cái hagen Để mà mình tạo ra video mình đã quay trở lại cái tài khoản của mình. Đây cũng là một trong cái tài khoản mà trả phí mà Nguyên đã mua. Với cái phiên bản này mình có thể sử dụng được tối đa là ba cái avatar tức là ba cái bối cảnh ở trong khung cảnh khác nhau. Ví dụ các bạn có thể thấy là Nguyên đã tải lên khung cảnh ngồi máy tính này hoặc là ở các cái khung cảnh mình mặc quần áo khác nhau ở đây. Và làm sao để tạo ra được cái phiên bản thì chúng ta sẽ biết được là một cái video được tạo nên từ thứ nhất là từ cái hình ảnh này, từ cái hình video, thứ hai đó là từ cái voice, voice mà các bạn nói ấy và thứ ba là cái kịch bản tức là cái lời thuyết minh ở đây thì mình đã tạo ra được một cái kịch bản rồi mình sẽ sao chép cái đoạn kịch bản này lại sau đó mình sẽ quay lại công cụ eleven Lab và mình vào trong cái phần text to speed này mình sẽ dán cái kịch bản vào đây rồi và các bạn sẽ thấy rằng là khi mà mình tạo ra kịch bản rồi thì mình sẽ chọn cái giọng mà mình đã vừa mới cá nhân hóa rồi các bạn có thể nghe lại để chắc chắn đó là giọng của mình người tính không bằng trời tính mưu sự tại nhân rồi ok sau khi mà các bạn chọn xong rồi thì các bạn sẽ ấn vào phần Bridge này tức là các bạn sẽ tạo cái ra cái voi cá nhân hóa của các bạn đó chào các bạn mình là phiên bản ai của khối nguyên với giọng nói và khuôn mặt được cá nhân hóa nhờ công nghệ ai thật tuyệt vời khi giờ đây mình không còn phải lo lắng ok đây là cái phiên bản nhé mình sẽ không mở dài hết để cho đỡ mất thời gian của các bạn sau khi mà mình đã có được cái phiên bản này rồi mình sẽ download nó về mình sẽ đặt tên cho nó đi ví dụ như là nguyên voi và tiếp theo mình sẽ quay ra cái công cụ haygen mình sẽ vào cái phần là avatar mình vừa mới tạo ra được cái phiên bản avatar này đúng không mình sẽ kích vào nó sau đó nguyên sẽ chọn là create with ai studio và mình sẽ chọn là landscape tức là cái định dạng ngang để mình dùng trên youtube ở đây ấy, thì các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng này để ẩn cái logo ghen đi sau đó thì các bạn sẽ uh, ở đây nó sẽ mặc định cho các bạn là một cái đoạn voi sẵn của haygan nhưng mà chúng ta sẽ không dùng voi này mà chúng ta sẽ thay thế bằng cái voi mà các bạn tạo ở element lab mình sẽ bấm vào phần ba chấm này sau đó mình ấn vào delete này xóa nó đi và trong cái phần ask script này thì mình sẽ upload cái audio mà mình đã tạo tại từ LM Lab mình sẽ chọn upload video sau đó mình ấn upload và mình mở vào cái file voi mình vừa mới tạo ở LM Lab đây, mình đặt tên này mình mở nó lên rồi sau khi mà các bạn up lên các bạn sẽ check lại một lần nữa tức là cái voi của các bạn đã ở dưới này rồi ở trên này là cái khung hình này sau đó thì các bạn sẽ ấn cho mình vào cái phần là submit để mà nó sẽ tiến hành là tạo ra một cái video hoàn chỉnh khi mà các bạn submit như này ấy, Thì nó sẽ có thời gian chờ nha Đó, nó sẽ có thời gian chờ Và khi mà nó hoàn thành ấy, Nó chờ nó sẽ lót cho các bạn là bao nhiêu phút Rồi, bao nhiêu phút để hoàn thành ở đây Ví dụ như 5% hay 10% 15% khi nào nó đến 100% thì video của các bạn sẽ hoàn thành Ok và đó là Nguyên sẽ quay Đó chính là cái quy trình mà mình quay lại cho các bạn Và mình sẽ mở cho các bạn một cái video mà trước đó mình đã làm theo đúng quy trình này và bằng chính cái video đó cũng như là cái audio đó luôn thì các bạn sẽ mở ra được một thành phẩm như thế này. Hai chào các bạn, mình là phiên bản AI của Khối Nguyên với giọng nói và khuôn mặt được cá nhân hóa nhờ công nghệ AI. Thật tuyệt vời khi giờ đây mình không còn phải lo lắng về việc quay video nhiều lần hay lo nói vấp nữa. Thay vào đó, mình chỉ cần soạn sẵn nội dung và AI sẽ tự động tạo ra giọng nói và cử động tự... Đó, đó chính là cái đoạn đầu tiên mà Nguyên đã làm trong phần mổ đầu video này. Nó rất là cá nhân, có thể có rất là nhiều bạn sẽ không thể nhận ra. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần download nó về. Rồi bây giờ ấy mình sẽ chọn chế độ là 1080 và mình download cái phiên bản file gốc của video này về. Rồi, các bạn sẽ lưu nó về máy nhé. Các bạn sẽ lưu nó về máy. Rồi và bây giờ nó sẽ làm một cái phiên bản hoàn chỉnh như thế này Thì muốn video nó hay hơn ấy, thì Nguyên sẽ sử dụng công cụ là cắp cắt Mình sẽ vào cắp cắt nha Bây giờ Nguyên đã mở cắp cắt ra rồi và mình sẽ tạo ra một cái dự án mới Sau đó mình sẽ import cái video mà mình đã tạo Rồi sau đó Nguyên sẽ kéo nó xuống cái dòng thời gian để mình tiến hành chỉnh sửa Và mình sẽ chọn cái định dạng trong phần ratio Tức là mình chọn định dạng là sáu Để chuẩn với lại là video ở trên Youtube rồi ở đây thì các bạn có thể là muốn chỉnh sửa thêm title hay là chữ ở đây đó hay chào các bạn ví dụ như các bạn có thể thêm chào các bạn chữ rồi rồi các bạn có thể lựa chọn các cái phông chữ khác nhau đó, để làm sao để cho các bạn có thể tạo ra được cái um, video hoàn chỉnh tức là chúng ta sẽ chỉnh sửa thêm rồi và nếu như các bạn muốn tạo cái sub cho video ấy, thì các bạn có thể kích vào đây và các bạn chọn cái phần là, là caption cho mình và các bạn chọn là auto caption. Sau đó các bạn sẽ chọn cái ngôn ngữ nói là tiếng Việt Nam và các bạn chọn cho mình là auto caption. Sau đó các bạn ấn phần generate thì nó sẽ tự động cho, tạo cho các bạn cái caption tự động bằng công cụ cắt cắt. Thì ở đây các bạn có thể chỉnh sửa các cái phông chữ đi làm sao cho nó nhìn cho nó đẹp hơn. thì sau khi mà mình chỉnh sửa thì mình đã có được cái phiên bản cũng ok rồi. đó thì các bạn có thể là thêm nhạc vào. các bạn có thể khi mà các bạn ở dùng trên youtube ấy thì các bạn có thể tải những cái bản nhạc mà miễn phí ở trên kho thư viện của youtube ấy để cho nó không bị bản quyền. đó, mình sẽ up nó lên như này. mình sẽ cho nhỏ đi một xíu. và sau khi mà các bạn chỉnh xong xuôi hết rồi thì các bạn chỉ cần export nó ra. Đấy, các bạn xuất nó ra thôi à, tuy nhiên ở đây với cái tính năng mà auto caption ấy thì các bạn sẽ cần phải nâng cấp lên cái bản phiên bản trả phí nha phiên bản pro thì các bạn có thể sử dụng được còn với những bạn mà không dùng phiên bản pro ấy, thì các bạn sẽ không dùng được cái tính năng caption này đó thì các bạn sẽ xóa đi các bạn upload và các bạn xuất nó ra và các bạn lưu tên nó đó mình có thể lưu nó là nguyên ai sau đó mình export nó ra và như thế là nguyên đã tạo ra được một cái phiên bản video hoàn chỉnh và với cái cách thức này các bạn có thể sử dụng nó để các bạn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên Facebook hoặc là TikTok hay các bạn có thể tạo ra các cái video YouTube của mình mà các bạn không cần phải quay thường xuyên Mà các bạn vẫn có được những cái video mang tính cá nhân của riêng mình Để các bạn có thể phát triển được công việc kinh doanh cũng như là xây dựng được thương hiệu thu hút được khách hàng tiềm năng Và Nguyễn hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các bạn phá bỏ được cái rào cản khi mà các bạn sáng tạo nội dung ở trên YouTube Giúp cho các bạn có thể tạo ra bất kỳ một nội dung gì Hoặc là nó giúp cho các bạn chăm chỉ hơn trong việc sáng tạo nội dung Và nếu video này thực sự hữu ích với các bạn thì các bạn hãy đừng quên like cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyên có thể tiếp tục có năng lượng để tạo ra các cái video uh, hữu ích hơn với các bạn. Và Nguyên cũng có cái chương trình đào tạo về AI video dành cho những bạn nào mà muốn thực sự uh, tận dụng những công cụ AI để các bạn có thể kiếm tiền trên online thì các bạn hoàn toàn có thể click vào để tham gia đăng ký chương trình này. Và cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.